Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Tiếp tục hôm nay chúng em về siêu phẩm đến từ Jungwoo có mã là S850A các bác nhé. Trước đây thì chúng em đã giới thiệu với các bác rất là nhiều mẫu vang Jungwoo như là S600 này, S800 này, rồi S900 rồi lên F1000. Thì hôm nay thì lại tiếp tục giới thiệu với các bác mẫu hoàn toàn mới của năm 2022, đó là S850A nhé. Thì thiết kế thì các bác nhìn qua thì nó rất rất là giống với con S1000 đúng không ạ? Rất là giống luôn. Đó, và nó chỉ khác duy nhất một cái điểm, đó là hai cái phím này để nó là màu trắng thôi. Còn S1000 tất cả cái dãy này nó đều là màu xanh hết. Đấy. Thì nó chỉ khác nhau một chút thôi. Đó, thế nhưng mà về cái chất âm thì cũng có rất là nhiều anh em hỏi là thế giữa cái dòng này với dòng F1000 thì chất âm nó có khác nhau không? Và thưa các bác thì nó không khác nhau các bác nhá. Chất âm như nhau, không khác gì cả. Đấy, em đã test rất là nhiều so sánh hai sản phẩm này rồi. Đó, nên em thấy nó không khác gì nhau nên là cũng không cần thiết phải làm một cái video để so sánh chi tiết. Đó. Và một cái giống nữa đó là cái giá tiền nó cũng bằng nhau. Đấy, không có khác nhau quá nhiều các bạn. Tiền nó cũng bằng. Đó. Nên là để mà các bác sở hữ một cái chiếc vang Jungwoo S850A này thì các bác sẽ bỏ ra số tiền khá là lớn, tương đương một chiếc vang số. Thì cái riêng cái dòng vang này thì hiện tại đang có giá là con vang này đang có giá là 5 triệu 500 nghìn. Đó, 5 triệu 500 nghìn đó nhé. Đấy, giá khá là cao đúng không ạ? Để mà nói thì rất là nhiều anh em sẽ, có thể là sẽ giật mình. Đấy, bởi làm gì mà giá cao thế. Thế nhưng mà thưa các bác rằng là các bác sở hữu những cái dòng vang này thì cái chất âm của nó không thua kém gì vang số, mà trong khi đó là các bác có thể chỉnh tay đấy hay nhất trong các cái dòng vang vang gọi là vang cơ tính tới điểm hiện tại, kể cả là vang TD-T9 Luxury đấy cũng không thể nào hay bằng cái con này đấy. Mà bên em đã test rất là nhiều cũng so sánh rồi đấy. Nhiều anh em hỏi lắm là cái dòng vang này với TD-T9 thì loại nào hay hơn, thì thưa các bác cái này nó hay hơn rất là nhiều các bác nhá, đắt hơn khá là nhiều tiền cơ mà. Đấy, T9 thì nó chỉ 3 triệu mốt, 3 triệu 2 thôi. Nhưng cái dòng này thì giá nó cao hơn hẳn. Đấy. Và một cái điều nữa rất là hay là cái dòng vang này thì được sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, còn TD-T9 thì vẫn là sản xuất tại Trung Quốc thôi các bác. Đấy, và con này thì trang bị chip là chip của Mỹ và sản xuất tại 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 Hàn Quốc các bác nhá. Made in Korea luôn. Đó. Nên là về cái linh kiện của Hàn Quốc thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Đấy, không có bất kỳ cái con riêng con vang này không có bất kỳ một cái linh kiện nào của Trung Quốc cả. Đấy. Nó chỉ dùng sử dụng duy nhất con chip của Mỹ thôi. Còn đâu hoàn toàn đều của Hàn Quốc hết. Là linh kiện của Hàn Quốc thì các bác dùng thì hoàn toàn yên tâm rồi. Đúng không ạ? Đấy, về linh kiện thì rất bền. Đấy, chip Mỹ xử lý tín hiệu thì cực kỳ hay rồi. Đấy, đúng không? Đó, và bây giờ thì không để các bác chờ đợi lâu, em sẽ test qua chất âm cho các bác nha. Đấy. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa ước ngàn rồi em bát chép cực kỳ sâu luôn các bác ạ. à. Gió xuân hương lạnh lắm, phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa cực kỳ tuyệt vời, tiếng nó chắc, rất là chắc tiếng luôn. Đấy, riêng cái dòng vang Jungwoo này thật sự là cho cái âm rất tuyệt vời nhé. Còn bây giờ em sẽ test cho anh em tiếng mic. Đó, test cho anh em tiếng mic nhé. 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 tiếng nó hay quá. 5 6 7 7 7 tiếng bass cực kỳ dày. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 Alo không thôi đã rất là hay rồi. 5 6 7. Ngày xưa ai hứa sẽ yêu tôi trọn đời. Đã có hiểu
rất là hay trên cái dòng văn này. Đó, eco cực kỳ tuyệt vời. 5 6 7 một tiếng mình rất là đầy đầy nhé. Đó, thì đây chính là cái dòng siêu phẩm. Đây chính là dòng siêu phẩm đến từ dòng vua. Đấy, S850A Panatinum. Đấy, hoàn toàn chất lượng, hoàn toàn đẹp. Đấy, hoàn toàn chất lượng, hoàn toàn đẹp các bác nhé. Anh em có nhu cầu mua sắm, quan tâm đến dòng vua thì có thể để lại bình luận bên dưới giúp em, để chúng em tư vấn hỗ trợ các bác. Và xin chào các bác.